Ok, Vân chào cả nhà. Hôm nay như thường lệ là mỗi thứ bảy mình có cái Zoom gặp nhau. Thì không biết để trao đổi cùng học hỏi khuyến tấn nhau tu tập. Thì không biết là các bạn hôm hôm giờ tu tập như thế nào rồi. Mọi người có thể comment ha, có thể comment ở dưới phía dưới đó. Đánh chữ ở dưới là mọi người mỗi ngày tu tập như thế nào. Có nghĩa là mình trì bao nhiêu biến chú Đà Bi lại bao nhiêu lại hay là như thế nào đó, các bạn có thể comment dưới giùm Vân ha, coi cái sự tu tập của các bạn như thế nào mỗi ngày. Và sau khi comment rồi, các bạn có thể nếu có câu hỏi gì các bạn cũng có thể hỏi nhé. Và nếu được các bạn có thể mở màn hình giùm Vân nhé. Ai muốn nói chuyện thì mở cái loa của mình nhé. Ai muốn nói chuyện mở cái loa của mình giùm Vân. Hoặc là giơ tay Vân sẽ mở. Ok. Mời nghe. Nga ơi, Nga Nguyễn. Em ở bên đó đi em ơi. Ok. Mọi người có thể comment ở ở phía dưới giùm Vân nhé. Là tu tập bao nhiêu biến chú Đại Bi hay tu như thế nào đấy ha. Ở trong nhóm này ai là người lần đầu tiên vô? Lần đầu tiên. Ok, bạn Nguyễn Thu. Ai lần đầu tiên nữa? Tuần rồi vẫn có cũng cộng khá nhiều bạn vô. Lần đầu tiên vô nhóm. Nguyễn Thu là ở đâu em? Em có thể cho mọi người biết em ở đâu? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em ở Việt Nam, em ở Bắc Ninh, còn bây giờ em đang làm ở bên Nhật ạ. Em đã công phu tu tập được hơn 1 năm rồi ạ. Và một ngày em công phu tu tập hai thời, buổi sáng chỉ 21 viên chú đại bi và buổi tối chỉ 21 viên chú đại bi. Và mỗi khi em công phu, em ở công phu của chị ra và em công phu cùng em lễ Phật ở trong bàn thờ của chị ạ. Và ngày nào cũng vậy, sáng và tối đều đặn ạ. Mở cái cách Vân công phu hả? Công phu theo hả? Dạ, ngày nào cũng mở của chị ra để lễ Phật ở trên ban thờ của chị ạ. Tại vì em ở bên đây em không có ban thờ ạ, nên là em lễ ở trong ban thờ của chị ạ. Cách này cũng thông minh rồi nha. Hay nhỉ? Dạ, ngày nào cũng vậy ạ, cũng mở của chị ra và công như vậy ạ. Y Biết chang như vậy luôn ạ, em bây giờ em thuộc lòng hết rồi ạ. giỏi vậy. Có ai giống như bạn này không ta? Thông minh à? Có nhiều người nhắn Vân à, chị ơi em có bàn thờ làm sao em tu. Cũng hay ha. Đây cũng là một trong những câu hỏi, câu trả lời cho những bạn nói là không có bàn thờ, không có Phật. Mỗi lần tu á, mà lấy cái tấm Phật, hình Phật nhỏ xíu như gì, mà tu mà giống như đi ăn trộm vậy đó. Trốn lên trốn xuống, trốn ông chồng không cho tu. Trốn lên trốn xuống. Ok. Tốt quá, chào đón em nhé. Dạ. Ok, giỏi. Còn ai nữa không? Chị nếu mà chị Vinh không nói chuyện thì chị Vinh khóa cái máy của chị Vinh giùm em nghe, tại vì em nghe gió, tiếng gió quạt máy. Rồi, tiếng quạt là chị tắt quạt. Ok, còn ai có còn ai là người mới trong nhóm này nữa không? Người mới. Ok, bạn Lo Nguyễn. Bạn Lo Nguyễn đến từ đâu? Dạ em từ em đến từ Nhật chị. Đến từ Nhật. Ok. Lần đầu tiên em vô nhóm đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, very good. Và Lon đang công phu như thế nào? Dạ em hiện tại chỉ đọc chú Đại Bi. Một ngày bao nhiêu biến? Đều đặn không? Một ngày em được 3 biến là chị, có lúc mà em về trễ quá thì em không có tụng được. Ngày 3 biến mà về trễ quá là không có biến nào luôn đúng không? Dạ. Ok,
cố gắng nha, cố gắng mình tu là mình lên, chứ mình không tu mình lùi nha. Tu mình lùi thì có nghĩa là mình sẽ không có giải thoát được đâu. Ok, chào đón em nhé. Ok, còn ai nữa không? Còn ai lần đầu tiên trong nhóm mình không ta? À, bạn Mai Anh, mời em mở cái mic bên em, mở cái loa bên em nhé. Chào chị ạ. Lần đầu tiên em vô đúng không? Dạ em lần đầu tiên vào ạ. Ok, em đến từ đâu? À, em ở Việt Nam chị ạ. Ok, Việt Nam. À, em cũng có đủ duyên em biết về chị á. Em mới biết về chị cũng được 1 tháng nhưng mà mới kết nối được với chị được mấy ngày. Thì em cũng học theo cách tu tập của chị thì mỗi ngày em tu tập là có hôm nào em về sớm em tu tập em trì được 60 viếng. Còn hôm nay thì em về trễ mới trì được có 40 viếng nè. Còn mỗi thời mỗi lần em trì thì em lại 49 lạy để lạy Phật sám hối. Thì một ngày em lại 2 lần. Ok. Sáng với lại tối. Dạ. Ok, tốt quá. Chào đón em nhé. Dạ em cảm ơn chị. Em chào chị. Ok. Được. Còn ai là người mới trong nhóm mình không? Em à, em Ngọc Hà. Ok, em đến từ đâu Ngọc Hà? Em đang đến từ Hải Phòng, Việt Nam ạ. Ok, Hải Phòng, Việt Nam. Mỗi ngày em công phu như thế nào? Mỗi ngày em công phu 2 thời chị ạ. Buổi sáng là tầm 5 rưỡi thì em dậy em công phu 11 viếng chú đại bi và em dậy 108 lạy và hồi hướng và sám hối. Và buổi trưa tầm 1 giờ hoặc hơn 1 giờ thì em cũng lại 1 thời như thế ạ. Và em lại Ok. ngày 2 thời như Ngày hai thời đều đặn em à? đều đặn và mấy tháng nay là đều đặn. Very good. À, chào đón em nhé. Ok. Ok, rồi nhóm mình còn ai mới nữa không? Còn bạn nào mới nữa không nè? Có nhiều bạn xin vào nhóm lắm mà vào rồi không có thường xuyên. Cái nhóm này đó là Vân mở ra để các bạn tương tác cùng hỗ trợ nhau tu tập. Ví dụ như bây giờ bạn bạn Lon nè, bạn Lon vô thì bạn Lon nói là một ngày em chỉ có 3 biến thôi, và bữa có bữa không. Thì bây giờ thấy các bạn khác, ví dụ như thấy bây giờ hồi nãy bạn Mai Anh nè, một ngày 40 biến, 50 biến. Bạn Đỗ Hà nè, một ngày 11 biến và lại sám hối nữa. Thì tự nhiên mình khuyến tấn nhau tu, tự nhiên các bạn Lon thấy mình có thể làm tốt hơn ha, mình có thể làm tốt hơn. Còn bây giờ mình tu một mình á, không có ai khuyến khích mình, không có ai nhắc nhở mình á, thì mình rất là dễ giải đãi đúng không? Mình rất là dễ lười, tại vì cái này mình tu mình đâu có thấy gì đâu, mà có nhiều lúc mình thấy khổ hơn nữa. Có nhiều bạn nhắn Vân á, chị ơi em càng tu càng đổ nghiệp, em thấy em khổ quá, chắc em dừng tu quá, em không muốn tu nữa, tại em không muốn khổ nữa. Thật sự các bạn ơi, cái thử thách chút xíu thôi mà các bạn không có dừng, không có tiếp tục, các bạn bị chùn bước, các bạn dừng lại thì dĩ nhiên là các bạn sẽ không bao giờ đạt được những cái gì các bạn muốn. Có nghĩa là cái mình muốn là cái gì? Cái sự an lạc trong cái đời này và để mà mình giải thoát trong cái đời sau. Và mình cái đó là cái mình muốn, nhưng mà một chút xíu thử thách thôi thôi là mình cũng chịu không nổi rồi. Một chút xíu thử thách thôi là mình đã không có xong rồi. Chị ơi em tu cả tháng nay luôn mà em gặp nhiều chuyện gì đâu 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 không mà em ngưng tu lại không có. Cho nên là em nghĩ là em không 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 biết là em có nên tu tiếp nữa hay không. Thật sự ai cũng như ai hết các bạn, không phải là một mình bạn đó bị đâu, và một mình các bạn bị đâu. Các bạn đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình gieo không biết bao nhiêu nghiệp bất thiện rồi. Một đừng nói nhiều đời nhiều kiếp đi, đời này thôi nè, đời này thôi là các bạn đã ăn mạng biết bao nhiêu chúng sanh trong cái nghĩa địa thân thể này. Mình nuôi mạng chúng sanh để giúp cái mạng của mình khỏe đây nè nhá. Từng tế bào một là từng cái nghiệp mình đã gây ra, từng tế bào một là từng cái mạng chúng sanh, máu mủ chúng sanh nó nằm ở trong từng tế bào của mình để nó nuôi lớn mình đó. Là biết bao nhiêu nghiệp cái đời này các bạn đã tạo ra rồi, mà bây giờ mình mới tu có 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm mình nói chị ơi em tu em càng ngày em càng khổ. Thật sự đúng là như vậy. Các bạn mình tu thì mình phải, tự nhiên mình đang thiếu nợ biết bao nhiêu người đi. Bây giờ mình nói mình quỵt nợ mình đi hả? Mình tu mình muốn an lạc và mình muốn
Thứ nhất là mình muốn an lạc, thứ nhì là mình muốn giải thoát. Mà trong khi nợ chúng sanh cả rừng luôn, mình thiếu biết bao nhiêu nợ chúng sanh. Thì dĩ nhiên người ta sợ mình quỵt nợ, người ta tới người ta đòi, người ta khiều mình chút thôi. Và nếu như người ta cảm được cái tâm thành, cái tâm tha thiết, cái tâm sám hối của các bạn, thì một ngày nào đó người ta sẽ tha cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn chút xíu thử thách đó, các bạn trùng bước lại, ô em không tu nữa chị ơi, em tu không khổ quá, em tu không cảm thấy nhiều chuyện nó đến với em bất an quá, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì mình sẽ nợ người ta vĩnh viễn. Các bạn, mình không trả nổi đâu, không thể nào trả nổi hết. Mình tu để nhờ Đức Phật A Di Đà xuống bảo trợ cho cái nợ của mình nè. Nợ con quá nhiều, Phật A Di Đà ơi cứu con với, Quán Thâm Bồ Tát cứu con với, cho con thiếu cái nợ này đi. Khi mà con về cảnh giác cực lạc á, khi mà con được vãng sanh, con về cực lạc của Đức Phật A Di Đà rồi, thì con sẽ cố gắng tu tập để con trả cái nợ này. Chứ bây giờ các bạn không thể nào trả hết đâu. Các bạn đừng có ở đó mà thách mà đố người ta nhé. Khi mình khổ chút xíu á, thì mình nói là có giỏi đến hết đi, tôi trả một lần cho xong để tôi đi. Không có được đâu. Mỗi ngày từng bước đi của mình, mình còn nhúc nhích, mình còn biết đi đứng, mình còn biết làm ăn, là mình còn tạo nghiệp. Mình vẫn còn tạo nghiệp. Nghiệp vô tình vẫn phải bị cái quả vô tình. Mình đi từng bước đi của mình, đạp biết bao nhiêu côn trùng ở dưới chân của mình. Và cái chai nước của mình uống, các bạn có thấy bao nhiêu côn trùng ở trong đó không? Và mình uống vô người, mình giết biết bao nhiêu chúng sanh trong đó. Nhưng mình đâu có thấy, cặp mắt vô minh của mình đâu có thấy được đâu. Nhưng khi mà mình phải nói như thế nào, khi mà mình thách đố nó đó, là nó sẽ tới. Và khi nó tới rồi mình không thể đỡ được đâu các bạn nhé. Ok, không biết là còn ai có câu hỏi cho Vân nữa không? Để Vân coi. Vân thấy chị Hưng có câu hỏi gì hả chị Hưng? Em thấy chị giơ tay. Hay là chị muốn đóng góp gì? Các bạn có bạn muốn đóng góp gì, các bạn biết cái sự cái gì đó mà có thể giúp mình cái sự mầu nhiệm của mình, hay là các bạn muốn đóng góp cái gì, các bạn có thể nha, mình mở mic nhau nha. Ok, thấy chị Hưng đã mất tiêu rồi. Ok, mời em Hà. Vâng, chị ơi, em đợt trước thì mới vào con đường tu tập ấy, thì cũng mới vào thì đầu tiên là duyên mà đến là gặp được video của chị, em được cách công phu của chị ấy, thì là em vẫn cứ bập bõm thôi, mấy năm, một hai năm về trước ấy. Nhưng mà đến khi em bập bõm thì cũng cũng nhiều chuyện, cũng lúc đấy chưa, lúc đấy là bình thường. Đến khi mà em bắt đầu vào con đường tu tập ấy, thì là em cũng bị đổ nghiệp rất nhiều luôn. Mà lúc đổ nghiệp thì lúc đấy là mình cũng mới vào, thì nên là chưa được được tu tập, được đào tạo ấy chị, thì nghiệp nó đổ rất là nhiều, mà trong cái đó mà mình vẫn hoang mang này kia, nhưng mà cũng vẫn cứ xem video các thứ của chị đấy, rồi theo cách công phu của chị, thì em cũng phát nguyện là ăn chay hơn năm nay rồi, ăn chay trường chị ạ. Đến bây giờ thì mới đầu thì cũng công phu cũng có 7 biến hoặc là 10 biến, hôm nào mệt là cũng không công phu. Xong là nói chung là khi mà mình biết rồi mà mình mà không 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 cố gắng, mà mình đặt hết tâm huyết vào hoặc là mình tin tưởng 100% thì rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà em mà biết là chỉ bây giờ chỉ có cách là con đường tu tập ấy, giải pháp cho mình được khi tìm được an lạc ấy, thì em cứ cố gắng, thì đến đây thời điểm bây giờ em ăn chay trường hơn năm, và em tập là từ ngày hai thời, mỗi thời 11 tháng là 11 biến chú lại đi, và lạy 108 lạy, và hồi hướng sám hối, và buổi trưa một hôm hơn một giờ đều lạy một biến lại đi, và 108 lạy. Mà trong khi đó bây giờ em đổ nghiệp, mà chuyện gì em trong gia đình em thì coi như bây giờ là làm lại từ đầu luôn, tay trắng luôn chị ạ. Mà chưa bao giờ em lại cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, rất là an lạc, mà rất là có rất là nhiều nghị lực và niềm tin luôn. Thật sự là bây giờ là em đang muốn là tự mình cứu mình, và muốn làm được nhiều việc thiện công đức rồi giúp những chúng sinh ấy. Ủa nhưng mà lạ vậy, bây giờ mất hết rồi, rất là khổ, mất hết rồi mà vẫn an lạc là sao? Rất an lạc, mà khi mà em bắt đầu em đủ nghiệp, là đầu tiên là em sống, ý là chưa được đủ nghiệp, bắt đầu em tu tập tinh tấn, là cái là đủ nghiệp.
đồng nghiệp thì trong đó em buồn rầu mà em không còn cách nào luôn, không còn đường bênh luôn. Thế mà em khi mà em biết như thế là cái nghiệp của em rất là nặng, nên em quyết tâm ăn chay rồi, ăn chay là lúc đấy là em ăn chay rồi, nhưng mà vẫn còn ăn tán tiếp với chị. Nhưng từ lúc này em mà ăn chay là chính là mình 100% luôn, và em tu tập là tinh tấn đấy. Bình thường em muốn đi chùa em cũng xin ân trên là ra hộ cho có em và có cùng ăn ra cái chủ được lần trước của em và phong linh ra tiên nhà em được mãi và cùng em tu tập tinh tấn. Người âm thì được siêu thoát, được liệt hủ, được vui vãng sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là A Di Đà. Còn em thì buông bỏ tất cả những đau khổ buồn phiền não và đi tìm được con đường giải thoát giác ngộ chị ạ. Thế là đến bây giờ thì em an lạc lắm, mà ngày nào cũng tinh tấn luôn, mà lại muốn đi làm tất cả các việc thiện mà giúp, muốn cứu được chồng em bây giờ là anh đang xuống vực thẳm luôn, nhưng mà bây giờ muốn độ anh quá, mà em đang muốn là tu tập làm sao mà đi làm được việc thực thiện để có cái ân trên chứng lòng tâm của em, để em độ được chồng em, cứu được chồng em qua cơn hoạn nạn này. Ok, chúc mừng em. Và bây giờ cũng nhiều cái nhiệm màu lắm chị ạ. Đợt mà mới chưa ấy thì bây giờ làm cái gì cũng rất nhiệm màu, xin cái gì thế. Nói chung là tâm em nó an lạc. Mà đúng là bây giờ mình mất hết rồi mà mình lại an lạc, mà lúc nào cũng tinh tấn, mà ai nhìn vào cũng không biết là mình vừa trải qua một cái bi kịch như nào chị ạ. Okay. Chúc mừng em. Và bạn biết là người phụ nữ Việt Nam mình rất là mạnh mẽ. Và khi mà người phụ nữ Việt Nam của mình quyết làm cái gì rồi đó thì phải làm cho tới cùng. Cũng vậy, trong tất cả các đường tu học cũng như là đường kinh doanh hay là bất cứ cái gì mà nó xảy ra đến với cuộc đời của mình đó, là nó đều có thử thách hết. Nó có đều có thử thách hết. Và cái thử thách đó mình không chết đâu mà sợ. Cứ dấn thân đi, cứ trải nghiệm đi. Và cái quan trọng là mình cầu Phật gia hộ cho con đủ niềm tin và nghị lực để con vượt qua nó. Phải vượt qua thử thì mới đến thử thách dã man luôn chị ạ. Nói chung là thử thách nó không đơn giản đâu. Ví dụ như em là mất của rất nhiều, và trong khi đó nhá, chồng thì mất hết. Nói chung trong cái đó chồng còn phụ bạc mình luôn. Nói chung là coi như là về con không, lúc đấy là mình vừa tinh thần vừa thể vật chất là coi như mất hết. Cuối cùng mà em vẫn tinh tấn và em vẫn đi theo con đường này, mà cuối cùng bây giờ nó quá là nhiệm màu chị ạ. Mà chồng em bây giờ nhá, bây giờ lại thay đổi, đang thay đổi rõ rệt luôn chị ạ. Ok, chúc mừng em. Nhưng mà em muốn hỏi chị là bây giờ làm cách nào để cứu anh ấy được rồi chị? Thì bây giờ từng bước em, chứ không thể nào một bước mà có thể làm được nhiều chuyện đâu ha. Cái gì mà em làm mà thấy có kết quả rồi thì cứ em cứ tiếp tục làm và cầu Phật gia hộ cho mình để mình có thể làm bây đạt được những gì mình muốn. Bây giờ có một cái điều này là em đang muốn hỏi chị là bây giờ nói chung là cái ngôi nhà em sắp phải ra ngoài đường ở đấy, mà em vẫn an lạc lắm, nhưng mà bây giờ chỉ có một cách duy nhất là em phải kiếm nhiều tiền để em phụ chồng em một chút, để chồng em có tí vốn để vực lại và cắm cái nhà này để duy trì lại, không mất ngôi nhà này. Thứ hai nữa là sẽ bán ngôi nhà này để trả nợ. Mà em xin ân trên từ nọ đến nay mà chưa có cách giải quyết. Nói chung là em cũng không, đêm vẫn ngủ ngon, đang chỉ tìm cách cứu chồng em thôi, còn em vẫn an lạc lắm. Cái này nó tựa giống như câu chuyện của chị trước đây. Không biết là em có nghe câu chuyện mà chị kể Phật em Pháp có, cũng em được thôi. Em lúc nào buồn là em cứ mở của chị ta nghe. Nó y chang như câu chuyện của chị trước đây, là chị, cái nhà chị đang ở đây nè, là cái nhà cuối cùng của chị. Đại khái là chị mất hết, chị mất cả chục căn nhà luôn. Căn nhà ở ngoài biển cũng mất luôn. Và nói chung là mất hết rồi, chỉ còn căn nhà này duy nhất thôi. Nhưng mà thường đó là nếu mà không trả ngân hàng trong vòng 6 tháng cho tới 8 tháng, chậm lắm là 8 tháng, thì ngân hàng nó sẽ kéo nhà mình. Không cần biết chuyện gì xảy ra, nó sẽ đem ổ khóa đó, nó khóa cửa nhà và mình không thể nào vô nhà mình để mình lấy đồ của mình nữa. Nó khóa, nó đuổi mình ra khỏi nhà. Và bao nhiêu căn kia là mất hết rồi, mấy căn kia là cho mướn. Cái căn nhà chị sống, căn nhà này là hồi đó cho mướn, căn nhà của chị sống là ở dưới biển.
ở gần cạnh biển, đại khái là căn nhà đó khá là nhiều tiền. Thì căn nhà đó nó cũng mất luôn và dọn lên lại căn nhà này. Thì căn nhà này đó là đã gần 6 tháng rồi, có nghĩa là gần nhà băng ngân hàng gần khóa là lấy nhà nhà này rồi. Thì lúc đó chị chú đại bi xiết luôn, không cần biết chuyện gì xảy ra, cầu cầu Phật gia hộ cho con. Con chỉ còn căn nhà này duy nhất thôi, cái gì cũng mất hết rồi. Và cầu Phật gia hộ cho gia đình con có được cái chỗ ở, và ngân hàng đừng có kéo nhà này. Cầu cho con làm ăn gặp nhiều may mắn. Thì vẫn không không chưa có may mắn gì trong việc làm ăn hết, và cứ ở mà ở. Tại sao mà ở tới 1 năm vẫn không thấy nó kéo, rồi 2 năm vẫn không thấy nó kéo đó, rồi một hơn 2 năm luôn. Thì mình nói ủa sao kỳ vậy, rất là lạ lạ nha. Mà mình cứ trì chú đại bi thôi, cứ trì chú đại bi. Phật ơi cứu con chỉ còn căn nhà này duy nhất thôi, con không muốn các con ra ra đường ở. Xin Phật gia hộ cứu cứu con, cứu gia đình của con, cho con làm ăn, làm nên ăn ra để con có thể giữ lại căn nhà này. Thì lúc đó nỗ lực làm ăn lắm nhưng mà chưa có kết quả. Nhưng mà không hiểu tại sao mà khi ngân hàng nó đã 2 lần kéo rồi mà chị hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết luôn. Sau này đó, có tiền giữ lại căn nhà này thì mới biết là ngân hàng đã để giấy tòa án kéo 2 lần rồi. Mà ngay cái lúc mà nó kéo trước đó chút xíu là chị đều có cái linh tính đi mướn luật sư. Mướn luật sư, bỏ 5.000 đô ra mướn luật sư để luật sư làm giấy tờ giữ lại ở thêm xíu nữa. Mà 2 lần như vậy đúng y như rằng luôn là cái nhà này đã bị kéo rồi mà kéo không được. Mình nói trời ơi khủng khiếp quá, cái như là nó nhiệm màu lắm, không hiểu, không biết tại sao, không biết làm sao để mà giải thích cho mọi người hiểu. Nhưng nếu mọi người tin sâu Phật pháp thì hành đi, sẽ có gia hộ nha, sẽ có hộ pháp, sẽ có gia hộ. Và những lời nào mà mình muốn nói đó, có nhiều bạn nói chị ơi bây giờ em phải cầu nguyện như thế nào, em phải sám hối như thế nào. Thật sự ra Vân không có bài bản, các bạn hỏi Vân, Vân không có bài bản, Vân không có phải là như thế này mới đúng. Bạn nào không nói chuyện khóa cái loa giùm Vân nhé, vì hơi ồn bên bạn. Và khi mà Vân sám hối, Vân chị chú đó, Vân chỉ có nói những cái ly gì trong lòng mình thôi. Thí dụ như dạ con tha thiết mong chư Phật chư Bồ Tát giữ lại căn nhà này giùm con không muốn gia đình con ra ngoài sân ở, và con nguyện làm tất cả các việc lành, tránh tất cả các điều ác, và nguyện chăm chỉ làm ăn để có tiền gia hộ cho con, làm ăn để có tiền để con giữ lại căn nhà này. Và cứ thế thôi, cái gì trong lòng của mình muốn mình cứ nói ra thôi, chứ không có phải là bài bản cầu nguyện như thế nào mới đúng, như thế nào mới là không đúng các bạn nhé. Cho nên là cái gì trong lòng, hoặc là các bạn hồi hướng cho ai đó thì các bạn cứ đọc tên của họ ra thôi, và con đem công đức của con có hôm nay hồi hướng cho Nguyễn Nhân A, Trần Nhân B gì đó, đại khái là muốn hồi hướng cho ai thì mình có quyền hồi hướng và đọc tên người đó ra. Vì sao? Vì mình có công đức, vì mình có phước đức thì mình có quyền hồi hướng cho ai mình muốn nhá. Và làm từ cái tâm của mình ra thôi, chứ hỏi vân bài bản này kia không có các bạn ơi, không có, nói từ trong cái tâm nói ra thôi nha. Ok rồi, cảm ơn bạn Hà đã chia sẻ, cố gắng em nhé. Vâng. Dạ ok, còn ai có câu hỏi hay đóng góp gì cho mọi người không? Các bạn khác có ai có câu hỏi nữa không, hay là đóng góp gì? Ai có giơ tay nghe Vân mở cái. Ok chị Hưng vô lại được rồi hả? Em mời chị Hưng. Mời chị Hưng người Được tới đâu, bạn Diệu Trang. chả nói được đâu. Nói được mà Mời nghe mà chị, em nghe chị nói. chị Chị bị rớt thì chị cứ vô lại thôi. Đâu có chị khóa, lo đâu em đâu có khóa đâu mà sợ. Ok rồi. Em mời chị. Vâng ơi, chị đang chia sẻ cùng mấy em thế này này. Mấy hôm nay cái thằng 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 cu nhà chị ấy, nó cứ trục trặc với người yêu mà chị đang buồn ơi là buồn, mà chị bảo hay nó oan gia kẻ chủ là đang giữ nó cũng không không cho nó yêu sao ấy. Sợ vợ mình không có vợ được hả? À, sợ con mình không có vợ được hả? Đấy Ai thì trời ơi chị ơi, tùy duyên đi, mình đã biết Phật pháp rồi, chuyện gì nó đến thì nó đến đi. Cái này chị làm em nhớ tới một số bạn trẻ nè, nhắn tin cho Vân
Cô ơi, con yêu hoài mà tại sao không không có được? Con yêu hoài mà không có được. Và cứ bị ngăn cản cái này cản cái kia hoài. Thật sự ra tùy duyên đi, không có phan duyên được chị. Nó có thì tốt, nó không có thì cũng tốt nha. Mình là bậc cha mẹ dĩ nhiên mình muốn con mình hạnh phúc rồi, nhưng mà cái đó mình không lo nổi đâu. Mỗi người mỗi nghiệp nha, mình không lo nổi đâu. Cầu một là Bồ Tát giờ ơn chiên gia hộ cho đấy, mà hôm nay ngồi chú để đi cả đấy, nhưng mà hai đứa nó cứ trục trặc với nhau, chị cứ buồn 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 buồn, nhưng mà chị Giả lại biết có làm thế một nào. cái nữa nè, nếu như cái người nào mà có vấn đề đó, là mình người đó là cái người cầu nguyện thì có linh ứng hơn là mình cầu nguyện cho họ nhá. Mình cầu nguyện cho họ, họ chỉ hưởng được có một phần thôi, một phần nhỏ công đức của mình thôi. Nhưng người đó là cái người thật lòng sám hối. Mình không biết được chuyện gì xảy ra, có thể là tiền kiếp người này có cái gì đó về bên tâm linh đó, và cái đó nó cứ gieo dẫn, nó cứ theo mình hoài. Và mình bất cứ mình yêu ai ha, gần tới ngày cưới đó, nó phá, nó không cho cưới, hoặc là có thể là cưới nhau rồi nó phá không cho hạnh phúc. Mà mình không biết Đấy được, chị. cặp mắt thường mình không có biết được. Cái quan trọng là người đó phải thành tâm sám hối và nói chuyện với cái dòng linh tâm tâm linh của mình, quán gia trái chủ của mình, thì nó mới giải được. Còn bây giờ thí dụ nha, em đánh chị đi, em đánh chị làm tổn, em làm tổn thương chị, tự nhiên em kêu chồng em tới xin lỗi chị chịu không? Chị chịu không? Em không xin lỗi chị đâu, nhưng em kêu chồng em tới xin lỗi chị, em kêu mẹ em tới xin lỗi chị chịu không? Chị tha không? Nó là như vậy, đơn giản thôi. Cho nên là người nào gây nghiệp, người đó phải là cái người sám hối thì nó mới có giá trị hơn. Cái người đó sám hối một lần còn chưa chắc ra hồn gì nữa, phải sám hối tha thiết kìa. Em á, em làm tổn thương chị, em phải là xin lỗi chị, mà xin lỗi với cái tâm thành, cái tâm tha thiết, mà xin lỗi nhiều lần á, hoặc mai chị mới tha thứ cho em. Chứ mà em tới đó em xin lỗi chị Hưng nha, xin lỗi nha chị Hưng ơi, xin lỗi nha, chỏng chỏng như vậy đó, không có cái tâm trong đó là làm sao chị tha cho em, đúng không? Đó, còn rồi rồi chưa chắc gì em nói một lần với tâm thành mà chị tha nữa, tại chị đang giận em mà, em đang làm tổn thương chị mà, đúng không? Cho nên á, mình sám hối thì mình phải đem hết hết tâm hết dạ hết lòng của mình để mình sám hối, nhưng mà không phải sám hối một lần là xong đâu, sám hối nhiều lần đi kìa, hoặc mai người ta mới tha cho mình đó. Chứ đừng có nói mà lơ tơ mơ amateur mà ở đó mà kêu nó tha cho mình đó. Cho nên là nó là như vậy đó. Vâng ơi, vâng. Dạ đợi chút Nói xíu hỏi. chị, đợi chút xíu chị Hưng xong chưa? Chị Hưng xong. Giơ tay giùm em Rồi. nha, để em tha. Hiện giờ em đang thấy có nhiều người giơ tay. Em là ví dụ như oan gia trái chủ của chị, rồi hai nữa là thai nhi đấy, thì liệu nó có ghê gớm lắm không? Chị thì ngày nào chị cũng sám hối đấy. Có ai thấy hôm qua Vân bỏ lên cái video này về hậu quả của việc phá thai không? Có ai coi rồi chưa? Chưa coi, coi giùm Vân nha. Khủng khiếp lắm, nó rất là khủng khiếp. Cho nên là nếu như mà các bạn đã phá thai rồi thì làm ơn phải sám hối, phải tu tập thiệt là nhiều nó mới tha cho mình. Còn nếu không nó theo mình như bóng với hình vậy đó, nó hành hạ mình, nó người ta nói đó là người dương á, hành hạ người dương mà cái gì cơ bằng trả thù đó thì mình còn đỡ được. Còn người âm mà họ ra tay rồi mình không thể nào đỡ được hết, vì mình không có biết được làm sao để đỡ, rất là nguy hiểm luôn. Đặc biệt là vong linh thai nhi, vì nó rất là con nít, nó giận lắm, nó muốn ra đời mà không cho nó ra đời. Và cái video hôm qua Vân để vô, Vân coi đi coi lại 2-3 lần rồi đó, mà thấy rất là ý nghĩa, rất rất là ý nghĩa luôn. Và các bạn cũng có thể, nếu mà ai đó mà muốn phá thai, các bạn có thể giúp Vân gửi cái video này cho họ coi trước đi, để họ quyết định nha. Còn nếu như bạn mà đã từng phá thai mà đang đau khổ bây giờ đó,
thì các bạn hãy xem đây là một cái tư liệu, một cái hành trang, một cái động lực để mình phải tu tập. Và chỉ có mình mới cứu mình được thôi. Mình tạo nghiệp thì mình mới cứu mình được thôi. Còn không có ai trên đời này có thể cứu mình được hết các bạn ơi. Cha mẹ mình giống như chị Hưng bây giờ đang rất là muốn cứu con mình. Thấy con mình khổ như vậy mình đau lòng lắm, rất là đau lòng. Nhưng chị có lòng mà khó là có sức. Sức không đủ đâu chị, không đủ sức đâu. Cho nên là chị phải khuyên con chị làm sao để sám hối. Mình không biết nghiệp nó tạo ra cái gì, phải sám hối nghiệp chướng của nó. Và từng người một trong chúng ta phải làm. Chị thì ngày nào chị cũng tu tập, chị sám hối rồi chị lạy Phật rồi là sờ hồi hướng cho con đấy. Mà lúc đầu yêu thì rất là tha thiết, nhưng đến bây giờ chuẩn bị gần cưới thì chúng nó lại ngã nhau ra đấy, thì sinh chuyện nọ chuyện kia, rất là buồn đấy. À, và em khuyên chị và khuyên tất cả mọi người á một câu đó là đừng bao giờ cảm thấy bất an trong những tình huống sẽ đến với mình. Mình là người con Phật, mình tu tập mỗi ngày với mục đích gì đây? Mục đích là tìm an lạc đúng không? Và đạo Phật của mình đến với nhau là chữ duyên. Chữ duyên. Và tùy duyên đi chị, mình không lo được đâu. À, có một câu chuyện mà Vân đã từng kể là một vị thầy kể lại là có một anh chàng đó thất tình và cứ đi đến chùa khóc lóc với một vị thầy, thì một vị thầy cho anh ta coi một cái kiến và trong đó là hồi tiền kiếp đó là anh ta có một cái xác chết của kỹ nữ nằm ngoài đường phơi thân không có quần áo. Thì anh ta là cái người đi ngang qua, ai đi ngang qua cũng không nhìn hết, là tại vì nói là cô này kỹ nữ không có ai đếm thì sẽ tới. Thì cái anh này ảnh đi ngang qua và ảnh lấy cái áo của ảnh, ảnh che lên thân của cô này, giờ ảnh bỏ ảnh đi. Thì một cái anh chàng khác nữa thấy như vậy, đem xác cô này đi chôn cất đàng hoàng. Ok, thì bây giờ đời này là cái đời hiện tại này nè. Thì cái anh chàng này quen cái cô gái này, cô gái kỹ nữ đầu thai lên làm người yêu của anh chàng này. Và cho tới ngày cưới tự nhiên phạ quỷ hôn và đi theo một người khác. Thì anh này rất là đau khổ và đến hỏi thì vị thầy này mới nói là đây là tiền kiếp của con và ba người đây nè. Con chỉ là cái người đắp áo cho cô ta thôi. Rồi con bỏ con đi. Thì cô ta đến đây để trả nợ bao nhiêu năm yêu con, thương con, chiều chuộng con như thế đó đủ rồi. Và cái người chồng hiện giờ của cô ta là cái người đã chôn cất cô ta đàng hoàng. Và bây giờ nợ của con cô ta đã trả xong. Cô ta đang đi trả nợ cho cái người chôn cất của cô ta đây nè. Chuyện rõ ràng, mình là người con Phật, mình phải hiểu rất rõ lực nhân quả nó như thế nào. Và mình làm tận hết sức mình thôi. Và phần còn lại để cho nhân quả lo, để cho ơn trên chư Phật, chư Bồ Tát lo đi. Chị ơi, người ta hết nợ rồi, hết duyên rồi mà chị ép người ta làm sao được. Phải không? Cho nên là mình không thể nào làm được những cái chuyện mà mình ngoài cái tầm tay của mình, ngoài cái lực nhân quả mình không thể làm được. Ok. Cái quan trọng ở chị, em cần là chị phải có an lạc trong chị, chị mới truyền được cái năng lượng an lạc cho người khác được. Bây giờ con chị nó đau khổ như vậy, chị cũng đồng hành đau khổ với nó, thì cả hai nhìn nhau chết chung luôn. Có nghĩa là địa ngục trần gian nó sẽ mở cửa cho mình. Chị hiểu ý em nói không? Và nếu như con mình nó đau khổ mà không thể gỡ được nữa, không thể cứu vãn được, thì chị có an ủi với con và kể những câu chuyện cho con nó mát lòng. Giống như câu chuyện em vừa kể là con ơi, chuyện gì cũng tùy duyên đi. Và nếu như ai đó có duyên với con thì họ sẽ đến. Và nếu ai đó hết duyên với con thì tự nhiên họ sẽ đi. Tùy duyên đi. Tại sao mình là người con Phật mà mình luôn lúc nào cũng phải buộc ràng trong một cái gì đó chi vậy? Mình đã hiểu Phật lâu rồi mà, đúng không? Hành trì rất là tinh tấn, rất là điều đặn mà. Nhưng mà hành trì điều đặn chưa có nghĩa là hiểu Phật. Vẫn là như thế đấy, nhưng mà năm lúc thì cũng vẫn phải buồn. Chị buông đi nha, buông nha, buông từ từ nha. Lỡ như, em nói lỡ như nha, vô thường nó đến nó cướp mất con trai chị thì chuyện gì xảy ra đến với chị? Vô thường nó đến đâu biết được chuyện gì xảy ra đâu. Mồ xanh lên cỏ rất là nhiều, đúng không? Và lỡ như con trai của mình nó có chuyện gì nó ra đi thì mình phải làm sao? Đau khổ cả đời à? Sống không nổi luôn, chết theo con luôn. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra đến với mình phải coi đó là một cái duyên và một cái nợ. Ok, hết duyên hết nợ rồi thì nó tự nhiên nó ra đi thôi. Con cũng vậy, chồng cũng vậy, người yêu cũng vậy.
để mà nó đám cưới về rồi nó bỏ cho con mình còn đau khổ hơn nữa chị. Cho nên tùy duyên đi chị, đừng có buộc quá nhiều về cái đó. Chị khổ, con chị cũng khổ. Nhá, chữ ái là chữ Rồi. mệt mỏi nhất. Đấy, thôi chị cảm ơn em rất là nhiều đấy, chị nói em nói thế là chị cũng an tâm, và hai là nghe nó ăn nặng nhiều lên đấy. Tỉnh táo lại một chút đi, trời ơi, mình là người con Phật, mình tu biết bao nhiêu năm rồi. Không lẽ mình tu để cầu duyên sao? Không lẽ mình tu để mình cầu cho cái gia đình này hạnh phúc hoài mãi mãi sao? Còn hoài sao? Mình biết là vô thường mà, đúng không? Cho nên là tất cả những gì mình làm là nó là một cái rèn luyện. Một cái rèn luyện coi coi thứ nhất mình có tu tinh tấn hay không, thứ nhì mình có buông được hay không. Đây là cái thử thách của chị, đây là bài kiểm tra cho chị đó. Và chị đang rớt rồi. Bài kiểm tra, học lên lớp chứ, đúng không? Học là phải lên lớp mỗi ngày tu học rất là tinh tấn, có nghĩa là mình đi học đều đặn mỗi ngày. Và tự nhiên có một bài kiểm tra đưa xuống cái trời ơi chết tôi rồi, tôi fail rồi, tôi rớt rồi. Đúng không? Đúng, Rớt rồi, cái đấy là vậy là rớt mất rồi nè. tu thì như đấy, nhưng mà lúc cái việc này là vẫn chưa đứng vững được đâu đấy, vẫn phiền não đấy, xong bắt đầu buồn Ừ. Rồi bây giờ trở về học tiếp đi. Bài kiểm tra này bị rớt rồi. rồi học tiếp. Ừ. Bây giờ chị sẽ quyết tâm học tiếp Quyết và tâm học tiếp đi. Đó là lý do mà em có mỗi tuần gặp mấy chị để băng bó vết thương đây nè. Ok, đấy. đây là trạm y tế để băng bó vết thương cho mọi người. Cứ tu mà cứ đụng chút xíu chuyện cái trời ơi chết rồi, khổ quá đi. Chuyện vui. Và động lực là em đấy, chứ không phải động lực để cho chia cho chị và các em nói tinh tấn thu thập là em đấy, chứ không có em là ngã gục suốt, ngã gục. Trời ơi chị ơi, em đâu có là cái gì đâu, em chỉ có là cái người giống như chị thôi. Nhưng mà một cái là em chỉ biết em tu ít nhưng mà em biết buông nhiều. Đấy, đúng rồi đấy, đằng này các chị đôi lúc là Cái quan trọng vẫn vẫn là chưa. Phật Phật pháp là cái gì, tu tập là cái gì? Tu là buông bỏ, tu là giải thoát, tu là tìm an lạc. Mà bây giờ mình càng tu càng khổ thì ai mà dám tu đây? Người ngoài nhìn vô trời bà đã bắt tu mỗi ngày luôn mà bà vẫn khổ, làm sao tôi dám tu? Nhá. Nhìn cái mặt bà ngầu quá, bà tu mỗi ngày tinh tấn niệm Phật lại Phật rất là tinh tấn luôn đó. Mà tôi nhìn cái mặt bà tôi không dám tu luôn nè, tại vì lúc nào bà cũng lo hết, lúc nào bà cũng u sầu hết, bà không có an lạc. Thôi tôi khỏi tu đi, đi đi chơi cho nó đã đi, chuyện gì đến nó sẽ đến, đúng không? Tu là phải đem cái thân pháp của mình để độ cho chúng sanh chứ, độ nhất là thằng con trong nhà của mình nè, những người trong nhà của mình là mình, họ nhìn thấy mình họ mới muốn tu. Họ nhìn thấy mình á, ít nhất họ là cái người hung dữ, họ nhìn thấy mình họ cũng hiền xíu, họ cũng nể nang ba phần, đúng không? Còn bây giờ mình tu mà trời ơi mẹ ơi con khổ quá, ô mẹ cũng biết nữa, mẹ cũng khổ giống như con, chết rồi, đúng không? Ok, cố gắng chị nhé. Rồi, Ok, giờ chị cảm ơn em. dạ, ok, đợi một chút, bạn Thanh Hoa xong rồi tới bạn Hoàng Tiết nha, xong rồi tới chị Vinh nha. Ok rồi. Bạn Thanh Hoa Em chào lần đầu tiên như mọi này. người. Chị ơi, Sao ta? Hoa. Ok, trời ơi. Sao bữa nay em lạ dữ vậy em? Chị nhìn em không ra. em cắt tóc giống chị nhưng mà tóc em ít quá. Nhìn không ra luôn, bình thường tóc dài. Ok, rồi, em sao? Chị nhìn cái mặt em nó còn tối lắm không chị? Không biết. Không biết. Không biết đâu. Nhìn đỡ không hồi bữa. Từ ngày chị cho tối về em tinh tấn tu tập nhiều hơn. Nay nhìn đỡ hơn. Mà em phải nói á, nhờ vào cái câu nói oai thần oai lực của chị mà em bỏ từ phần mặt em sang phần thay luôn, nên em phải cảm ơn chị rất là nhiều. Ủa chị nói gì vậy ta? Quên mất tiêu rồi. Chị nói nhiều lúc chị nói mà em sợ là xong mà đâm ra em bỏ luôn, bây giờ nhìn thấy thì em sợ. Trời, nói sao mà nhìn thấy cái gì cũng sợ, chết rồi, về nhìn chồng cũng sợ nó chết rồi.
Chà, tôi nói gì nguy hiểm như vậy? Nhìn thức ăn thôi, nhìn đồ ăn vặt thôi em sợ thôi, còn cái kia là mình phải làm tròn thật sự. Ok, hóa ra để chồng kia kiếm mình là mệt lắm luôn. Ok, vâng. Có nghĩa là trường trai rồi đúng không? Dạ, em chuyển qua trường trai mà em thấy cảm thấy em rất là an lạc, vui vẻ. Nói chung là cuộc sống nó có nhiều cái vấn đề nhưng mà em giải quyết rất là tốt hơn. Ok. Nhờ tinh tấn nè, nhờ tinh tấn thì nó vượt qua những cái, những cái khó khăn. Nhưng mà em cũng sợ chị lắm, chị nói mà em cũng sợ lắm luôn. Mình nói nhiều quá mình biết mình nói cái gì mà cô ta sợ dữ gì không biết. Thì em thấy chị chia sẻ mấy cái bài mà ăn chay ăn mặn mà em cảm thấy tự nhiên là từ trước giờ em nghe nhiều bài pháp mà tự nhiên em nghe của chị là em đập vào não luôn và em làm liền luôn. Em thực hành ngay luôn. Tại vì từ nhỏ giờ ra gia đình em không bao giờ ăn chay hết. Xong rồi em nghe cái mấy cái bài pháp thoại của chị là về em thực hành luôn. Và em ăn rất là vui vẻ. Em cảm thấy cuộc sống em nó an lạc hơn. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng mà chị ơi cho em hỏi là cái mặt em bị mụn nó xài cái máy Lumi được không chị? Tại vì chị Hai ơi, chị Hai ơi, ok. Bữa nay là lớp tâm linh nha. Cái gì mà về bên sản phẩm kinh doanh thì mình sẽ có cái lớp kinh doanh nha. Ok, cái đó nhắn tin chị sau nha. Hồi mà con lẫn lộn với Dông Linh nó chạy tùm lum. Ok. Ok rồi. Ok, rồi em. Có gì nhắn chị sao? Dạ. Ok, bạn hồi nãy ai giơ tay ta? Hoàng Tiết hả? Hoàng Tiết xong rồi ta chị Vinh. Ok. Chị ơi, chị cho em hỏi ý là em thì con trai em ấy thì rất chỉ là ngoan ngoan nhưng mà ý là em cứ muốn có những cái ngày chủ nhật đấy thì em muốn là con đó là nghĩ làm đấy muốn đi về chùa tu tập á. Nhưng mà em nói không đi thì bây giờ em xin thế nào để mà cho con ấy, thì em ngày nào em tu tập thì công phu thì em cũng nguyện cho là các con kiểu là dần dần sẽ biết tu tập cùng em á, thì ngày ngày em ngày nào thì chú với niệm Phật xong thì em cũng nguyện là xin với chư Phật chư Bồ Tát là gia hộ để cho con em cũng biết tu tập cùng em ấy. Nhưng mà bây giờ những con thì rất ngoan nhưng mà đến cái ngày chủ nhật được nghỉ làm em bảo đi không đi. Mấy tuổi hả? Không, hôm nay 20 chị ạ. Ôi trời ơi, người ta 20 là người ta lớn rồi, trưởng thành rồi, làm sao mà ép người ta được. Okay. Vâng. Cái quan trọng là mình uống tre, uống lúc còn non kìa nhá. Dạy con dạy thở vâng. Còn thơ kìa. Bây giờ nó đã quá già rồi, làm sao mà dạy. Măng nó già quá rồi, tre nó cứng quá, nó già quá rồi, thì làm sao để mà em có thể dạy nó đây? Tùy duyên đi em nhá, đừng có phan duyên nhá. Vâng. Và cái quan trọng là em giải thích cho con biết lý do tại sao em đi chùa và lý do tại sao nó cần phải đi chùa. Giống như con chị, con chị á, chị bắt nó lại Phật nó ghét lắm, nó đâu có thích đâu. Nó mẹ con phải chơi game, con phải đi chơi chứ tại sao mẹ bắt con vô ngồi niệm Phật lại Phật. Và lúc đó chị mới giải thích cho mới giải thích cho, không biết là chị, không biết là lớn tuổi hơn mình hay không mà nói xin mình chị ngon ngon lành gì không biết nữa. Vâng mới giải thích cho nó nghe đó là lý do tại sao mà mẹ muốn tụi con phải lại Phật sám hối. Và lý do tại sao mà mẹ muốn con khi mà ăn không còn một hộp cơm ở trên dĩa nữa. Các bạn có biết không, nó ăn mà đến nỗi mà nó giác không có được, nó lấy cái lưỡi nó liếm hết sạch hết luôn cái dĩa luôn. Lúc nó còn nhỏ, lúc nó 2-3 tuổi là mình đã dạy nó như vậy rồi. Và mình cho nó biết là nếu con ăn mà còn cơm như vậy bỏ thừa thì con sẽ không có cơm để mà ăn, trong khi rất là nhiều người đang cần hộp cơm này. Thì mình giải thích cho nó nghe là lý do tại sao mẹ muốn con sám hối là tại mẹ muốn cuộc đời của con sau này rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Và cuộc đời của con là luôn luôn có Phật theo con, gia hộ cho con. Và không bao giờ con gặp khổ được hết. Đó. Và lý do tại sao mẹ muốn con niệm Phật là tại vì khi mà con niệm Phật thì cái tâm con rất là an. Giống như tuần này là cái tuần mà bão vô nè, dự báo thời tiết báo bão nè, hai đứa con của Vân đi học xa. Nó nói mẹ ơi bão tụi con không về được, thay vì cái tuần này tuần lễ tụi con về, nhưng mà bão tụi con không về được. Thì Vân nói là nếu mà con không về được á thì con ở trên đó con niệm Phật nha. Con niệm Phật vì nếu mà có chuyện gì thì mình sẽ theo Phật. Và nó dạ, nó rất là hiểu chuyện là tại vì từ nhỏ Vân đã gieo cho nó những hạt giống
bằng cách nào con có thể làm cái này, và nếu con làm cái này thì con được lợi lạc gì, con được lợi lạc gì thì nó mới nghe. Ví dụ như mà lúc trước lúc nó còn nhỏ lắm, nhỏ nhỏ, thì lúc bão vô vô cái chỗ Vân ở đó thì người ta dời đi hết, và người ta nói là có thể là nó sẽ quất hết cái thành phố này. Thì Vân không đi, gia đình Vân không có đứa, không có ai đi hết. Thì Vân ba đứa nhỏ ngồi niệm Phật, thì Vân mới nói với nó là nếu như mà chuyện gì xảy ra đó thì các con vĩnh viễn ở chung với mẹ. Tại sao? Là tại vì các con cùng niệm Phật với mẹ thì Phật sẽ rước mẹ con mình đi. Thì lúc đó nó hỏi là vậy chứ ba đi đâu mẹ? Tại vì ba nó không niệm Phật. Nó vậy thì ba đi đâu mẹ? Và Vân cũng, anh xã Vân cũng biết rõ là Vân đang làm cái gì, nhưng ảnh không đồng hành. Đó là cái nghiệp của họ. Có nghĩa là mình không thể nào ép những người không muốn được nha. Và các con của mình, vì mình uống nó từ lúc nhỏ, và dĩ nhiên lúc nhỏ uống nó cũng phải cho nó biết được cái tầm quan trọng của việc niệm Phật là cái gì, lý do tại sao nó cần phải tu, và nếu tu thì nó đạt được cái gì, trong tương lai nó đạt được cái gì nhá. Cho nên là mình cần phải cho nó hiểu như vậy, thì nó muốn vô hay không đó là nó phải là người quyết định, chứ không thể nào ép được. Thì lúc con nhỏ thì bọn em thì là chưa đủ duyên gặp Phật pháp, cho nên là lúc đó chưa công phu tu tập. Nhưng bây giờ con lớn thì có cái duyên đủ duyên gặp những Phật pháp thì đi biết, thì biết thì mình biết là cái con đường Phật pháp và cái sự nhiệm màu của Phật pháp nó như thế nào, thì mình biết là như thế, thì như nên là mình muốn con mình á thì là cũng muốn tu tập để cho mà được hạnh phúc, được an lạc trong cái đời cái đó này. Là mình muốn, nhưng mà cái đó là mình muốn nói bảo cho em bảo là sinh nhật này mẹ con đi về chùa niệm Phật với mẹ, đi về chùa tụng kinh niệm Phật, nhưng không, nó đi chứ không bao giờ nó niệm. Đúng rồi, vì mình muốn cho nó thì nó sẽ không làm, các bạn nhớ nha. Mình muốn cho nó không làm, nó phải là người tự muốn. Giống như Vân đã từng kể một cái câu chuyện là cái cô đi chung Vân, đi phóng sanh chung Vân đó, thì một ngày đó Vân nghe cổ vô tình cổ chửi con cổ ở Việt Nam, con cổ ở Việt Nam, và mỗi tháng cổ đều gửi tiền về để nuôi con cổ hết. Và cổ tức lắm là tại vì cổ đi chùa bên đây và cổ muốn các con của cổ phải đi chùa. Và cổ nghe Vân nghe cổ nói điện thoại đó, là cổ chửi sầm hết. Cổ nói chứ tao không ngại gửi tiền về cho tụi bay, mà cái mà tao muốn là tụi bay phải đi chùa cho tao. Tụi bay ở sát bên cạnh chùa mà tụi bay không chịu đi chùa. Bữa nay là cái ngày sám hối nè, tao muốn tụi bay đi chùa. Tao nói cho tụi bay biết nha, tụi bay mà không đi chùa là từ đây về sao tao không gửi tiền về nuôi tụi bay nữa. Vân nghe vậy xong cậu cúp điện thoại, cậu giận quá cậu cúp điện thoại xong cậu nói chứ đó, còn coi đó, bên đây cô làm cực khổ, cô gửi tiền về Việt Nam cho nó đi ăn rồi đi chùa thôi mà nó không chịu đi. Tối ngày nó cứ đi làm cái chuyện gì không à, nó không chịu đi chùa. Cô giận lắm, cô buồn lắm. Thì Vân mới nói cô à, có phải cái đó là cái cô muốn cho con cô hay không? Thì cô nói đúng rồi, cô muốn nó mà, cô muốn nó tốt mà. Vân nói dạ, cô muốn nhưng mà cô không giải nghĩa được làm sao mà khi mà người ta đi chùa thì người ta được lợi lạc gì. Và người ta phải là cái người muốn, chứ không phải là cô muốn cho người ta. Có thể là con cô nó họ đi chùa để cô vui thôi, nhưng cái tâm của họ không có ở đó thì công đức nó cũng không có. Không có. Đi chùa để cho người khác vui thì không có công đức nha. Đi chùa là phải tự nguyện, thành tâm sám hối, thành tâm lại Phật thì công đức nó mới có. Thí dụ như con ơi, nếu như mà Phật có thể giúp con có cuộc sống an lạc trong cái đời hiện tại này, nếu như Phật có thể giúp con làm ăn phát tài, nếu như Phật có thể luôn luôn gia hộ cho con trong tất cả các lĩnh vực trong đời này, thì con có muốn đi chùa hay không? Ok, là nó phải tự muốn. Nếu như con thấy rồi, rất là nhiều người trên cuộc đời này rất là đau khổ, đúng không con? Và mẹ không muốn con đau khổ giống như họ. Khi mà con khôn lớn thì chắc chắn con sẽ gặp rất là nhiều nghịch cảnh, nghịch cảnh của cuộc đời này. Và khi nghịch cảnh nó đến mà không, trong người mình không có Phật pháp, không có ai gia hộ hết, thì chắc chắn mình sẽ rất là đau khổ. Và nếu như Phật luôn luôn gia hộ, luôn luôn bên cạnh mình để gia hộ cho mình an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này, thì con có muốn gần Phật hay không? Và nếu như gần Phật thì chỉ có cách là vô chùa lại Phật
sám hối, niệm Phật thì mới gần được Phật, và Phật mới luôn luôn gia hộ cho mình. Thì con có muốn điều đó đến với cuộc đời con hay không? Nếu muốn thì cùng mẹ đi chùa, và nó phải thật sự nó muốn. Ok. Vâng. Ok, rồi. Dạ. Vậy em cảm ơn chị. Em thì em chỉ có ngày nào mà vào chủ nhật đó, em chỉ nhắc nhẹ cho em, chỉ bảo là con nên ngày mai trong chùa có cái gì cho con cứ đi cùng mẹ hay không. Em nó sẽ không đi đâu chị. Nó sẽ không đi nha. Và cái đó là cái mình muốn chứ không phải nó muốn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị. Dạ. Ok. Rồi để giải thích những cái câu chị nói cho em à, thì em giải thích các câu nói đó dần dần nghe dần, còn bây giờ thì em vẫn cứ nguyện đi chư Phật chư Bồ Tát mà gia hộ để cho các con cũng biết tu tập của mình. Ok, rồi. Dạ. À, dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Em mời chị Vinh. Chị hả? Nãy nghe Vân nói là cái tuổi trẻ bây giờ yêu nhau yêu xong rồi mấy năm mà không đến thì không những tuổi trẻ mà cái tuổi già như chị đây chị thấy cũng thế. Xong rồi sau bữa thấy Vân xem chị là có vong theo người đàn ông á, tự nhiên chị cảm thấy chị sợ. Và vậy thì mai mốt đừng có kêu em coi nữa nha mọi người ơi, tội nghiệp quá. Người ta coi để cho các bạn cố gắng tu, cái quán gia trái chủ là cố gắng tu để giải cái nghiệp này, mà tự nhiên coi xong rồi sợ là sao? Sợ thì là kêu người ta coi nữa ta. Không thì cái đó chẳng qua nói nhầm thôi. Thì đó là như vậy, thì khi mà Vân nói ra là có người có vong đàn ông lớn tuổi thì chị cũng thấy là đúng là trong cuộc sống mình chắc là cũng vì như vậy mà nó đủ cái chuyện nó xảy ra, từ công việc làm cho đến chuyện làm ăn cho đến chuyện tình cảm. Rồi chị cũng tu tập, nhưng mà trong cái sự tu tập của chị thì nó phụ thuộc vào tính chất công việc, nên là rất là khó làm ở một tỉnh này ở một tỉnh khác. Nên là khi ở cái tỉnh đi làm ở tỉnh khác thì ở nhà trọ chung với người ta không tu được, chỉ có về nhà thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì mới tu tập được, nên là nó vẫn còn giải đãi lắm, chưa có tu tinh tấn được. Giờ cho em hỏi chị nè, tu đối với chị là như thế nào mới gọi là tu? Chị Vinh có nghe em không? Đối với chị tu thế nào mới gọi là tu? Sao không trả lời được nhỉ? Ok. Mọi người phải biết rất rõ mình tu để được cái gì, mình tu tại sao mình cần phải tu, và đối với các bạn tu là như thế nào mới gọi là tu. Và không phải là mình phải ở nhà mình mới tu được các bạn nhé. Và không phải là mình đi chùa mình mới gọi là tu nhé. Mình tu mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, trong công việc hay là bất cứ lúc nào, lái xe mình cũng có thể niệm Phật được mà. Và tu là cái gì? Là sửa, là buông. Không phải tu gọi là ngồi niệm Phật cả ngày gọi là tu đâu. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái quan trọng là các bạn buông. Ok. Sửa chính bản thân mình. Những cái gì mà mình chưa hoàn thiện thì mình sẽ hoàn thiện hơn. Những cái gì mà gọi là làm tốt rồi thì mình tiếp tục làm tốt. Mình luôn luôn học hỏi, luôn luôn sửa đổi chính mình và tập buông bỏ đi. Thí dụ như chị nói là có nhiều lúc chị không có, chị có nhiều tình duyên nó đến với chị mà chị không, gần tới ngày cưới thì nó lại vỡ, thí dụ đi. Thì bây giờ buông, có nghĩa là tùy duyên đi, cái gì đến nó sẽ đến, còn cái gì không đến không sao. Đó gọi là tu đó chị, chứ không phải nói là chị ở nhà chị mới tu được, chị đi làm chị không tu được. Thật sự em bay, em cũng bay miết à, em không có ngồi một chỗ ở nhà đâu.
em cũng bay tiểu bang này tiểu bang kia, nước này nước kia, đi gì công việc thì làm sao em tú. Em trên máy bay em cũng hành Nhưng mà trì, em ngồi làm việc cái em cũng hành trì. Chị muốn mấy nói cái công việc rồi này nọ mình tu mình nó bị sao nhãng á, do tác động bên ngoài nên nó đó là ở mình thôi chị, ở mình thôi. Và nhớ đừng có tại bị bởi thì là các bạn, người khác làm được thì mình sẽ làm được. Còn nếu mà cái cớ đó khỏi cần tìm đi, cái cớ nào nó sẽ xuất hiện liền à. Và nếu mình tìm cách thì nó sẽ có cách, còn mình tìm cớ khỏi cần tìm nó cũng có. Cho nên là làm việc thì làm việc. Em làm việc em bắt cái máy điện thoại em trì chú cả ngày luôn, và em trì theo, và khi nào em ngưng, khi nào cái máy nó vẫn hát, nhưng khi nào mà em làm việc thì em tập trung vào công việc, nhưng cái tâm của em, cái a lợi giải thức của em vẫn nhập tâm vào cái tiếng chú, vào cái tiếng niệm Phật. Và khi nào cái tâm của em nó, cái đầu của em nó buông công việc rồi, là bắt đầu nó nhập vô cái tiếng niệm Phật liền, nghe tức khắc liền, nó không có nghĩ tới chuyện tào lao, chuyện chuyện không có, không có đáng để mình nghĩ. Cho nên là mình phải biết rất rõ cuộc đời mình muốn cái gì, thứ nhất. Thứ nhì nữa là mình đang làm cái gì đây. Thứ ba là mình làm cái này lợi lạc cho mình cái gì, tại sao mình còn phải làm nó. Và bây giờ thí dụ như tối ngày chị cứ, chị buông cái đầu chị ra thì nó sẽ nhớ tới anh này anh kia anh nọ, thí dụ đi ha. Nếu mà chị không nhớ tới ông Phật thì chị sẽ nhớ tới cái khác, chị không nhớ tới ông Phật thì chị sẽ nhớ tới 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 chuyện ta bà. Cho nên em, cái đầu của em lúc nào cũng buộc vào ông Phật hết á. Ngoài công việc của em ra đó là không có cái chuyện gì em coi nặng ngoài chuyện tu tập của em. Cho nên lúc nào em cũng nhắc nhở em bằng cách là cái máy để cái bên, niệm Phật nha, cái máy niệm Phật cái bên, cái máy trì chú cái bên, trì chú trì chú trì chú. Nếu mà cảm thấy cái nghiệp của mình đang còn quá là nặng, nếu mình cảm thấy là mình còn nhiều chuyện chưa có suôn sẻ đó, thì em bắt chú sáng đêm tối ngày, ngày nào giờ nào cũng có tiếng chú hết, ngoài cái tâm làm việc của em thôi, ngoài cái tập trung vào làm việc nữa ha. Vì em làm việc ở nhà cho nên là tập trung vào làm việc rồi, buông cái làm việc ra, vẫn còn làm việc nhưng mà cái tâm mình không có suy nghĩ tới công việc, là mình suy nghĩ tới trì chú liên tục luôn, liên tục trong đầu, liên tục trong đầu, liên tục trong đầu, trì chú niệm Phật, trì chú niệm Phật. Và chỉ có thế thôi. Còn ngoài ra những cái chuyện khác, nếu mà em không trì chú, em không cột cái tâm em vào một cái chỗ nào đó thì chắc chắn em sẽ nhớ chuyện ta bà. Chắc chắn thôi, sẽ nhớ tới cái chuyện ta bà. Và cái đầu mình nó không để mình yên. Cái đầu mình lúc nào nó cũng phải có cái chuyện để suy nghĩ, để nhớ, để nhiều lắm, mỗi một 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 phút thôi là mình có hàng hàng ngàn hàng triệu cái suy nghĩ nằm trong đầu của mình, nó đều làm cho mình phải suy nghĩ. Nhưng nếu mình cột cái tâm mình vào một cái gì đó rồi đó là mình không có sợ. Đó gọi là tu, đối nhân xử thế gọi là tu. Ok ok chị. Ok mấy giờ ta? Đã hơn một tiếng rồi. Ok rồi, chị Diệu Trang, em mời chị Diệu Trang. Dạ Nghe chị nghe chị. chị Giang trước giờ em đây mà em nó hơi Tối hù sao giờ ngồi trong bóng tối sao con thấy được, nó giỡn chưa, đẹp đó. nó giỡn chứ không không thấy được mặt rõ bên đó nha, rất Thấy là được tối. không? Chị muốn em dòm cái gì? Ai mà không có quan gia trời, ai cũng có quan gia trái chủ hết trơn á, không ai không có hết trơn á. Bây giờ chị nhìn em coi em không tương thời gian không có nhìn cái Câu trả lời là tiếp tục tu tập đi nhé. Công phu còn rất là yếu trong những gì đang đang làm, còn rất là yếu. Cho nên đang gặp rất là nhiều cái không có, không, nó không có suôn sẻ đến với mình, cái gì làm cũng bị cái này bị cái kia trục trặc tùm lum tà la hết trơn trời nha. Vâng, không phải thầy bói tự nhiên bắt Vân làm thầy bói trời. Công phu mà mình biết có
Không biết đang làm gì nhưng mà cái phần về bên nghiêng về Phật pháp thì còn yếu. Nghiệp thì nặng, người tu tập thì còn yếu. À, cho nên cố gắng hơn nữa nha. Thấy còn yếu. Thấy cái nghiệp nó nặng hơn. Sám hối, lại sám hối nhiều vô. Lại, này là cần lại nè. Cần lại, vừa niệm vừa lại. Chị ở bên chị khó nghe quá. Nghe tiếng có tiếng không. Ok, câu trả lời của em là chị cố gắng tu tập thêm nữa nha. Em biết là chị tạo nghiệp gì nhưng mà em thấy hơi nặng. Bạn Bariri gì đó là nói muốn chị cách trợ niệm người bệnh sắp lâm chung. Cái này Vân có làm hai ba cái video rồi đó nha. Hộ niệm người sắp lâm chung là làm rất là nhiều video rồi. Ít nhất là cũng chắc hai ba cái rồi đó. Có thể coi lại nha. Có thể coi lại giùm Vân nha. Làm sao để giúp người, làm sao để khai thị giúp người nhà hiểu được sát sanh rất nặng nghiệp chị ơi. Mình không đủ lực, mình không biết bơi làm sao mình cứu người khác được. Cho nên là gửi những cái video của quý thầy đó cho họ nghe đi nhá. Ok, chứ mình làm sao mình nói được. Hoặc là gửi, nếu mà họ không có tin Phật tử tại gia giống như Vân thì cứ gửi video của quý thầy đi để quý thầy nói chuyện nhá. Còn nếu mà họ họ tin Vân thì cứ gửi mấy cái video của Vân mà nói về sát sanh đó, lợi lạc của việc ăn chay đó thì cho họ nghe. Nếu mà đủ duyên thì họ sẽ ngộ, còn không đủ duyên thì mình bó tay thôi chứ đâu biết làm sao đâu nhá. Ok. Tu tập hành trì mà sao mấy ngày nay em hay giải đãi chị ơi, cũng không biết sao nữa. Em ngáp và cảm giác buồn ngủ. Chị cũng đâu biết làm sao đâu em. Các bạn mà tu mà bị hôn trầm á, gọi là hôn trầm mà cảm giác mà buồn ngủ khi vô công phu đó, buồn ngủ mà uể oải mệt mỏi đó, trước khi các bạn công phu các bạn nên cầu Phật Quan Âm, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con để con mạnh mẽ tỉnh táo tu tập trong cái thời này nhá. Thì mình cầu nguyện và hai ba lần như vậy trước khi mình vào công phu thì mình sẽ giúp mình tỉnh táo hơn nhá. Một câu chuyện trong chùa của Vân đang tu nè. Có một cô này, khi cô vô chùa là cô ngủ, cô ngủ, cô ngồi cô ngủ ngon lành vậy đó, mà trong lúc mà thầy thuyết pháp mà cô ngồi cô ngủ mà cô ngái luôn nữa, mới ghê chứ. Mà lúc nào cũng vậy hết, mà giống như là cái nghiệp làm sao á. Thì mẹ Vân mới nói là trước khi mà chị vô chùa, trước khi mà chị bắt đầu cùng cộng tu nghe thuyết pháp á, thì chị lại Quan Âm, chị lại ba lễ Quan Âm, và chị nói là Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con, hôm nay con tỉnh táo để tu tập ngày hôm nay và để tỉnh táo nghe quý thầy giảng pháp. Thì cô ta làm vài lần như thế, cái tự nhiên bây giờ cô ta hết bệnh đó nữa, không còn nữa. Cho nên rất là mầu nhiệm, các bạn thử nha. Ok. Bây giờ là mình cũng quá quá lố giờ rồi, không biết là còn ai có câu hỏi gì cho Vân nữa không. Thu hả? Ok, một câu cuối cùng mời Thu. Chị ơi, sáng nay sau thời công phu buổi sáng và sau thời công phu buổi chiều thì em có nói với chúng sinh rằng là tối nay thì chị Vân có Zoom tâm linh thì các vong linh, thai nhi và các chúng sinh ở quanh đây muốn về với Đức Phật Quan A Di Đà, và em khai thị nhiều về cảnh giới Phật A Di Đà và muốn về với Phật A Di Đà thì chị Vân sẽ giúp mọi người, thì tối nay thì mọi người sẽ lại đây và em dùng chị Vân nhá. Em nói như thế trong hai thời công phu tối nay ấy, thì chị ơi chị thấy trên em có vong linh không, tại vì mấy hôm nay em cũng mơ thấy có trẻ con thì em cũng không biết là ở ở đất ở Nhật này thì em cũng biết có vong không, nhưng mà em cũng hay hay nói là
thì mọi người ấy cùng cùng con cùng cùng con tu tập lễ Phật niệm Phật. Thì hôm nay sau hai thời công phu thì em bảo là tối nay chỉ có Zoom thì mọi người muốn lễ Phật thì chị Vân sẽ giúp mọi người nhé. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là em muốn chị mời họ ra hả? Dạ thì chị thấy em có không ạ? À? Tại vì em cũng mời họ trong hai thời của em sáng nay rồi, cả ngày hôm nay em mong giờ phút được lên Zoom. Tại lần đầu tiên em cũng hồi hộp và lần đầu tiên em được gặp chị trực tiếp như này, và em cũng mong là em giúp được một phần gì đó cho các chúng sinh đang cần em chẳng hạn như thế. Em sẽ dốc hết lòng và em tha thiết mời họ là nếu họ thật sự muốn đi thì chị Dung Vân sẽ giúp mọi người. Có nghĩa là nếu mà họ thật sự muốn đi thì em có thể cho họ mượn xác để họ ra hả? Dạ, em sẽ tận hết lực của mình ạ. Và em đã nói như vậy với họ. Trời ơi, sao dám bảo đảm dữ vậy? Em cũng không biết được nữa chị ạ. Nhưng mà em muốn là nếu như em có thể làm được gì thì em sẽ làm. Và em đã nói với họ và không biết họ có nghe được lời em nói không. Và họ nghe em cũng run lắm. Lần đầu tiên em được gặp chị và em muốn làm được gì đó để giúp được ạ. Em có vong linh thai nhi với em có từng bỏ hay, hay em mời họ tới em, không biết. Em có từng bỏ vào sau thời công phu nào thì em cũng hồi hướng cho các vong linh thai nhi. Em có vong linh thai nhi chắc ba đứa có. À thế thì lần công phu nào em cũng hồi hướng cho các vong linh thai nhi mà em biết trong anh chị em như em thì em đều hồi hướng hết trong các lần công phu đó. Và hôm nay em đã mời rồi là tối nay có Zoom thì mọi người muốn chị Vân giúp thì trời ơi tối nay nó không biết mình làm cái gì mà nó kêu hết vong linh thai nhi về chứ. Em okay. Cũng không biết nữa, tại lần đầu tiên em đặt lên em vui quá. Để chút xíu má cả của Vân đâu, má của Vân gần hết pin để Vân lấy cái dây sạc pin cả. Dạ. OK, mình nãy giờ cái Zoom của mình đó là cũng hơn một tiếng rồi đó. Không biết là bạn nào có cần bữa nay thì có Vân ơi giúp chị đi Vân. Hôm nay có người bây giờ 15 có thu tự nguyện. Chị biết em nói gì không? Chị chưa biết. Thu tự nguyện Vân giúp chị. Chị chưa nghe em nói gì sao chị biết em nói cái gì? Kêu một cái nó ra cả đống không biết làm sao nữa. OK. Bây giờ thì cái Zoom của mình nó cũng khá là dài rồi thì chắc mình phải ngưng bên bên Facebook Live các bạn nhé. Và nếu mà các bạn nào có nhu cầu đặc biệt về thỉnh vong linh ra thì các bạn ở lại, còn nếu các bạn khác thì có thể đi ngủ nha. Hoặc là có thể đi làm cái gì đó công việc của các bạn. Và bây giờ bên Facebook Live cũng còn 30 mấy bạn coi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ tạm ngưng cái Facebook Live nhé. Và ai nếu ai có nhu cầu về bên thỉnh mời vong linh thai nhi thì các bạn hoặc là vong linh thì các bạn có thể ở lại. Và sorry, chạy xuống lầu cũng mệt quá, thở một cái. Và thôi mình sẽ hồi hướng cái phần này nhé, để mình sẽ bye các bạn ở bên Facebook Live. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đồng sanh về Cực Lạc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ok, để Vân sẵn ngưng ở bên ở bên Facebook một cái. Chào tạm biệt cả nhà Facebook Live nhé.